Đúng ngày 19 tháng 11 năm 2023 dương lịch, sáu con giáp này nắm chắc điều này để giữ sạch tai ương, đổi đời chuyển vận, vươn lên thành đại gia, giàu có nhất nhì thiên hạ. Kính thưa quý cô bác thân mến, có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn số phận của mình tốt đẹp thuận lợi, cuộc sống luôn hạnh phúc ấm êm, chẳng phải lao tâm khổ tứ phải không nào? Thế nhưng số mệnh con người đều đã được an bài, từ đầu đến cuối chỉ có số ít người nắm được thời cơ mà phất lên như diều gặp gió, đổi vận giàu sang phú quý chỉ trong chớp mắt. Theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, trong ngày 19 tháng 11 năm 2023 dương lịch, nhiều khó khăn trong vận trình, hung tinh chờ trực giáng xuống đầu. Tuy nhiên nếu nắm chắc được lá số của mình trong thời gian này, bản mệnh sẽ xoay chuyển được vận mệnh và tiền bạc ùn ùn kéo đến, trả sạch mọi khoản nợ nần, dư giả và sung túc, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng ghen tị. Vậy diễn biến vận mệnh sẽ diễn ra như thế nào? Bản mệnh cần nắm chắc điều gì để đổi đời hưng vượng? Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm hiểu ở nội dung chi tiết sau đây cô bác nhé! Ngày 19 tháng 11 năm 2023 dương lịch là chủ nhật, lịch âm là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão. Cung giờ hoàng đạo bao gồm giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, giờ Hắc Đạo, giờ Tí từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: tam hợp Dậu Sửu, lục hợp Thân, tương hình Dần Thân, tương hại Dần, tương xung Hợi. Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ. Tuổi bị xung khắc với tháng: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Hợi, Đinh Dậu. Sao tốt: Thiên Ân, Dịch Mã, Thiên Hậu, Thiên Thương, Bất Tương, Kính An. Sao xấu: Nguyệt Phá, Đại Hao, Trùng Nhật, Câu Trần. Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2023, những việc quý cô bác anh chị nên làm và không nên làm. Nên cúng tế, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà. Không nên cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng. Xuất hành. Ngày xuất hành là ngày đường phong rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ. Hướng xuất hành: đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần, hướng Tây Bắc để đón hỷ thần, không nên xuất hành hướng Tây vì gặp hạc thần. Tiếp theo chương trình, xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của 12 con giáp trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Đầu tiên, xin mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý. Công danh sự nghiệp của tuổi Tý hôm nay khá thuận lợi, học hành thi cử có kết quả tốt hơn trước, người đi làm nhận được nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác hơn mọi ngày. Dù làm việc trên lĩnh vực nào thì người này vẫn nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Mặt tình cảm thuận lợi từ yêu đương đến gia đình xã hội, con giáp này đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân hôm nay ra ngoài không khéo lại va phải ý trung nhân của đời mình, có tin vui lúc nào không hay. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Tý theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tử vi tuổi Bình Tý mệnh Thủy. Nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên, có tin xa hoặc có người ra đi, hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình.
mọi việc không nên hấp tấp vội vàng. Tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, nên yên phận, không nên mưu sự tính toán sẽ không thành. Tài lộc có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không nên tính toán gì thêm. Tránh sự tranh cãi đôi co vô ích, có nhiều tin tức khác nhau về việc mong cầu. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né. Mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi, không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, có tin xa hoặc có cuộc đi di chuyển, có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hội họp đình đám, có tài lộc hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, ngày này không nên chú ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng không đáng có, sẽ khiến cho tâm trạng của bạn không tốt. Hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né, có tin xa hoặc có cuộc đi. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, vàng chanh, quý nhân phù trợ, thìn, thân. Con số may mắn 21, 30, 59. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Người tuổi Sửu cảm thấy đi làm suôn sẻ, nhẹ nhàng và phấn chấn hơn mọi ngày. Dù làm việc gì thì bạn vẫn cố gắng hết sức mình, có trách nhiệm với công việc mình đang làm, nên hay được giao những nhiệm vụ quan trọng. Nhiều bạn có thành tích mới trong công việc được sếp khen ngợi. Nhân duyên hôm nay cực kỳ vượng, con giáp này hôm nay có thể tìm được những người bạn tâm giao hoặc trở thành đối tác, bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống. Người đã kết hôn càng ngày càng thấu hiểu người thân của mình nhiều hơn, không khí gia đình rất ấm áp. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Sửu theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, mọi việc nên có sự chậm rãi, dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi đứng chừng, trắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, không nên trông chờ vào quý nhân hoặc những người đã giúp đỡ mình từ xưa. Có chuyện phiền lòng hoặc họ không có khả năng, công việc có thể giải quyết vào một ngày khác. Mong cầu về tiền bạc cũng vậy, tình cảm tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, ngày có sự thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa hoặc thay đổi công việc, hao tốn về giao thiệp, mua sắm nhưng cũng không nên kéo dài, không nên để người khác xen vào chuyện của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra, phải có sự khéo léo thì mới có kết quả tốt, và nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay, mọi việc chưa đến lúc kết thúc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì nên tiến hành nhanh chóng. Ngày có sự thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, thay đổi công việc, đề phòng có người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị trách oán, áp lực, hiểu lầm. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường, nâu sữa, hồng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Con số may mắn 11, 23. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành,
Tấn Tài, Tấn Lộc, Tấn Bình An. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Ngày hôm nay, báo hiệu đường sự nghiệp học hành của tuổi Dần rất chật vật. Đi làm, đi học hay phải gánh hộ việc cho người khác, rõ ràng là việc của người ta nhưng cứ phải đến tay bạn làm thì mới xong. Bạn cảm thấy bất lực và muốn buông xuôi tất cả. Tranh cãi giữa các cặp đôi đang yêu nhau cũng nổ ra. Dần đang bối rối không biết phải làm thế nào để vượt qua được những trở ngại trong mối quan hệ của hai người. Người độc thân thì lạnh lùng kiêu căng, không thích chủ động, đi tìm tình yêu, tiêu chuẩn cũng khá cao. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Dần theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ. Dù công việc có gấp gáp trắc trở đến đâu cũng đừng nên hấp tấp vội vàng, nên tìm gặp quý nhân bè bạn để cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa di chuyển bất lợi. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa. Ngày có khách hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn, có sự đáo hạn đến hẹn, thay đổi công việc di chuyển, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy. Mưu sự còn gặp nhiều trắc trở, không nên làm càn bất lợi, nên có sự hỏa hoãn nhẫn nhịn mới qua được trở ngại. Ngày không nên quyết định các việc lớn về công danh, tài lộc, tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim. Mọi việc còn chưa sáng tỏ nên ngồi yên tại chỗ, đi xa bất lợi, nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn để cho biết ý kiến, không nên gấp gáp vội vàng trong mọi chuyện. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc. Mọi công việc sẽ không diễn ra theo ý mình mong muốn nên giải quyết càng sớm càng tốt. Ngày này không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện khác nhau, thêm một chuyện sẽ không tốt bằng bớt đi một chuyện đâu. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường xanh than vàng đậm. Quý nhân phù trợ Ngọ, Tuất. Con số may mắn 19, 32, 53. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Người tuổi Mão hôm nay đi làm dễ bị chèn ép, tranh cãi, cẩn thận coi chừng mất việc như chơi. Những kẻ xấu bụng vì ghen ghét với thành tích mà tuổi Mão đang có mà hành động sai trái, tung ra những lời đồn thổi vô căn cứ, khiến con giáp này có nguy cơ bị cắt chức, khiển trách. Trong phương diện tình cảm, bản mệnh nên tìm cơ hội để giải bày tâm sự với đối phương để tránh mọi chuyện đi quá xa. Tan làm thì nên về với gia đình nghỉ ngơi, đừng la cả linh tinh. Con giáp này chẳng những không kiếm được thêm tiền mà còn có nguy cơ bị mất tiền. Chính vì thế cần phải tỉnh táo trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Đi ra ngoài, đừng vì lòng thương người mà cho người ta vay tiền tùy tiện, bạn không đòi lại được đâu. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Mão theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không như ý, có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa. Ngày này trong nhà hoặc công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng, hao tài. Mọi việc diễn ra trong ngày không được như ý muốn. Tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy. Chuyện tình cảm chớ nên tính toán chỉ đưa đến sự chia tay hoặc phiền lòng mà không nói ra. Việc làm không nên thay đổi, nên giữ nguyên tình trạng và hành động một cách bình thường.
Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão mệnh Kim. Cuối ngày có cuộc gặp gỡ hoặc có chuyện vui, có sự hao tốn về tiệc tùng gặp gỡ, giao thiệp, các việc đáo hạn. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc. Có chuyện phiền lòng nhỏ trong gia đình hoặc công sở bị hàm oan hiểu lầm, có tin không tốt cho những chuyện đã trù tính trong quá khứ, có tin xa của người thân nhưng là tin không tốt. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đen, đỏ. Quý nhân phù trợ Hợi, Mùi. Con số may mắn 05, 13, 56. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Có công việc tốt như mong đợi trong ngày hôm nay, dù đang đi học đi làm cũng nhận được nhiều sự may mắn. Gặp khó khăn gì cũng ứng biến được, không ngại bất cứ nhiệm vụ nào. Bạn nên tìm hiểu thật kỹ các kiến thức chuyên môn hơn nữa, từ đó phát huy được trọn vẹn khả năng của bản thân. Tuổi Thìn có vẻ ngoài duyên dáng, ăn nói lọt tai người nghe, nên đi ra ngoài hay gặp được quý nhân giúp đỡ. Bạn bè tuy không nhiều nhưng chất lượng, chỉ cần hôm nay bạn gặp khó khăn là gọi họ giúp được ngay không sợ. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Thìn theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất trắc, cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật hoặc gặp rủi ro, buồn phiền, tăng tốc, tai nạn, đau ốm. Có quá nhiều chuyện phải lo, tâm tình bất an. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ, không đúng với ý nghĩ của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ. Không nên nản chí, sẽ có kết quả, tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc. Mọi việc không nên tranh cãi hấp tấp và cũng không nên quá tin vào kinh nghiệm, tính toán của mình, có sự đảo lộn. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa. Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn, gặp người lạ cũng không nên vội vã nghe theo, dễ gặp chuyện bất lợi, ngày hoàn toàn không tốt cho mọi quan hệ, giao thiệp, tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề. Nếu có tài lộc, cũng có sự phân chia, mích lòng hoặc chỉ là người trung gian trong vấn đề tiền bạc và có sự nghi kỵ ngấm ngầm, tin tức không tốt. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, cam. Quý nhân phù trợ Dậu, Thân. Con số may mắn 16, 53, 92. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Công việc có tin vui, đó có thể là thành tích mới hoặc tìm được một công việc mới rất tốt. Khi đi làm, con giáp này vừa là người có trách nhiệm với bản thân cũng như có trách nhiệm đối với mọi người nên hôm nay hoàn thành công việc rất sớm. Đường tình cảm chật vật, không được như mong đợi,
bạn độc đoán thẳng tính. Đây là điểm trừ khi giao tiếp, khiến mọi người né tránh bạn. Các cặp đôi dễ cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Một bên thì cứng đầu, một bên thì tự ái nên không chịu xuống nước làm lành. Tuổi Tỵ đừng để tình cảm cá nhân xen vào chuyện tiền bạc. Hôm nay đường tài lộc không tốt. Thay vì nể ai đó rồi nhắm mắt đầu tư cùng với họ thì bạn nên thẳng thắn từ chối. Bạn có khả năng chủ động kiếm tiền, dù không hợp tác thì vẫn có thể tự kiếm tiền được. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Tỵ theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh Kim. Còn đám mây mù che khuất, mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến, nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình, có tin xa, ngày có sự hao tốn. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc kết thúc như ý muốn, nên giới hạn mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ. Không nên trông chờ vào tình cảm của người mình cần gặp. Tự mình phải chứng tỏ khả năng mới có kết quả, nên ra đi để giải quyết công việc hoặc mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh Hỏa. Không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên trong ngày vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Phải biết chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau thì mọi việc sẽ hanh thông. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy. Ngày này có sự tiến thoái lưỡng nan nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Chuyện tình cảm không nên dây dưa, không có kết quả. Cũng đừng nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích, có tin xa. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 1 đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, tím, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Con số may mắn 27, 53, 63. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Tiếp theo chương trình sẽ là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tuổi Ngọ khá cần cù và siêng năng, bạn sẽ hoàn thành mọi công việc trong ngày. Tuy nhiên người làm lãnh đạo thì khá cứng nhắc, nghiêm nghị và có phần nhu nhược, gây khó dễ cho nhân viên nên hiệu suất công việc của bạn bị kéo xuống. Đôi khi nên mềm mỏng một chút để công việc được phát triển. Hôm nay, bạn để bản thân rơi vào sự dằn vặt mâu thuẫn, mối quan hệ của những người đang yêu không ổn vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình nên khúc mắc sẽ ngày một lớn dần. Cuối ngày, bạn sẽ nóng nảy vì lời nói của bạn bè. Đôi khi nên nghĩ thoáng một chút để tâm hồn được thoải mái. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Ngọ theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả và cũng không nên để chuyện tình cảm gặp gỡ xen lấn. Không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức, ngày có nhiều áp lực, trở lực, có sự ra đi di chuyển nhưng cũng có tin buồn về chuyện này. Mọi việc chưa có thể kết thúc, tiền thoái lưỡng nan. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa. Nên giới hạn trong việc giao thiệp, vui chơi, dễ hao tài. Nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi. Mọi việc đều phải nhanh chóng nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính, có tin xa. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy. Ngày hôm nay xuất hiện những trở ngại, rắc rối trong công việc.
bạn phải thay đổi phương hướng mà lòng không được vui. Mưu sự chuyện gì, nếu đã có dự tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài không tốt. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim. Việc đến như thế nào thì làm y như vậy, không nên nghe lời bàn tán của người khác, cũng không nên tự mình có sự giải bày, chỉ thêm thị phi tranh cãi, tài lộc chậm chạp hoặc chỉ là lời hứa tin tức. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, xám. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mùi. Con số may mắn 19, 23. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Nhiều tin vui trong công việc, học tập. Sau những ngày vất vả thì cuối cùng bạn cũng được mỉm cười. Trời không phụ lòng người, những nỗ lực của bạn thời gian qua dần đem đến quả ngọt trong sự nghiệp. Các bạn trẻ tuổi này đa số đều là người thông minh, biết mình nên làm gì cho tương lai. Ngày này, người tuổi Mùi độc thân có cơ hội được giao lưu với nhiều người. Biết đâu trong đám đông hôm nay lại có người bạn đang tìm bấy lâu. May mắn là mối quan hệ tình cảm giữa các đôi đang yêu khá hài hòa, nhất là với các cặp đôi mới cưới. Họ đang trong giai đoạn tình cảm nồng nàn nhất. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Mùi theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Ngày hôm nay xuất hiện sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm trong những công việc. Bạn không nên tin cẩn hoặc chờ đợi vào những gì đã có giao hẹn trước. Không nên e ngại sự hao tốn trở ngại, có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ. Nhận được tin tức của thân nhân bè bạn ở xa về di chuyển, tin gặp lại người xưa, chuyện tình cảm không nên dính vào việc làm, nên có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm, chuyện đi xa, thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở, nhà cửa. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa, đề phòng những sai sót không đáng có, nên nhắn tin để hỏi lại. Thêm một chuyện sẽ không tốt bằng bớt đi một chuyện đâu, đặc biệt đừng nên dính líu đến việc của người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy. Nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự ước hẹn định kỳ. Ngày này nên nhắn tin để hỏi lại các công việc cho rõ ràng, tránh sự hiểu lầm, thiệt hại không đáng có. Nếu công việc đã kết thúc thì bạn cần phải kiểm tra thật kỹ lưỡng và chỉnh sửa. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim. Có sự kết thúc hoặc khởi đầu lại cho công việc, có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc làm ăn, tài lộc trung bình, gia đạo yên vui hoặc gặp được thân nhân, bè bạn tốt lành. Mọi sự đều phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. Con số may mắn 01, 20, 39. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Sau đây, kính mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Người tuổi Thân là người có tài, giỏi giang nhưng dễ cô độc,
làm việc chưa phân minh nên dễ bị thất bại. Đây là thời điểm bản mệnh cần phải hết sức cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình, tránh xảy ra những sai lầm đáng tiếc, đánh mất cơ hội hợp tác ngon lành. Chuyện tình cảm ổn định, tuổi này nên nhớ lời hứa không phải là để nghe mà phải thực hiện. Khi hứa với ai đó thì bạn nên làm nhé. Những mâu thuẫn hiểu lầm khi yêu hôm nay dần được hóa giải. Cả hai cùng nhau chia sẻ và lắng nghe để có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Thân theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim. Tuy có sự trở ngại chút ít về việc mong cầu nhưng sẽ có kết quả. Ngày có nhiều việc thay đổi, đột biến bất ngờ, hoặc có tin cần phải tiến hành hoặc ra đi cấp bách. Tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu những chuyện lớn. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc. Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự tranh cãi, xô xát vì nóng tính mà gặp rủi ro, mất đi nhiều tình cảm với người khác. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân mệnh Thổ. Cuối ngày sẽ có tin vui cho sự gặp gỡ, ngày này chỉ nên ngồi yên, việc đến như thế nào thì làm như thế ấy, đừng nên bày vẽ nhiều chuyện khác nhau, tài lộc kém. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa. Việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt, có tin xa tài lộc trung bình. Trong ngày hôm nay sẽ có chuyện vui nhỏ nhưng không nên kéo dài, sẽ đem lại nhiều hao tốn. Tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy. Gia đạo có chuyện buồn bất an, bạn cần phải khéo léo khi xử lý mọi công việc, từ tình cảm cho đến gia đạo. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc nhiều tin tức có liên quan đến công danh, tình cảm. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Con số may mắn 24, 39, 52. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và sau đây, kính mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến thịnh vượng, có quý nhân giúp đỡ. Hơn nữa, điều kiện ngoại cảnh lúc này cũng rất thuận lợi cho bạn thực hiện những kế hoạch lớn lao, có tính dài hạn để tạo bước tiến mới cho công việc sau này. Tình cảm không có biến động lớn, nếu rộng càng vun vén, đặt niềm tin vào hôn nhân, những giá trị mà bạn có thể được sẽ càng ý nghĩa hơn. Trong xã hội, bạn còn là người thoáng tính, phúc hậu nên hay nhận được lời khen từ ai đó lớn tuổi hơn mình, quả thực rất mát lòng. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Dậu theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Ngày này cẩn trọng trong việc đi lại, không nên bối rối khi nhận tin không vừa ý, có tin buồn, chờ mong tin tức chậm chạp. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc. Chớ nên lo toan vì mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng. Có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bạn bè có liên quan đến mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ. Ngày này có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như tình cảm, nên thực hiện những gì đã có hẹn ở quá khứ. Chuyện tình cảm chớ nên bị ràng buộc, hiểu lầm, cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa. Nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh để phù hợp hơn với thực tế mà mình đang trải qua. Không nên hấp tấp vội vàng trước mọi quyết định mà phải bình tĩnh, kiểm tra thật kỹ lưỡng các nguồn thông tin khác nhau để tránh sự nhầm lẫn, phạt vạ. Đặc biệt trong ngày,
cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng các phương tiện xe cộ. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy. Ngày hôm nay không thích hợp cho việc mưu cầu những công việc lớn lao, làm việc gì đều gặp rủi ro, buồn phiền hoặc có sự tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa. Cần xem xét lại những quyết định của mình, e rằng có sự thiếu sót hay quên chuyện cũ. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xám. Quý nhân phù trợ Sửu, Tỵ. Con số may mắn 01, 23, 49. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Những người làm kinh doanh, tài chính, hợp tác sẽ có tin vui. Tuất nên tranh thủ làm việc với đối tác, khách hàng trong ngày hôm nay. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng thì bạn cũng nhận được những thành quả xứng đáng, được mọi người công nhận năng lực. Đường tình cảm cũng rất may mắn, quan hệ gia đình êm ấm tốt đẹp, người thân trong nhà luôn đứng sau hỗ trợ bạn hết mình. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, tiệc tùng vui chơi, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Tuất theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tử vi tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa. Không nên dính líu đến chuyện của người khác, chỉ đem lại phiền lòng. Ngày này không nên đi quá xa trong vấn đề tình cảm. Có lời mời được dự tiệc, đình đám, tài lộc trung bình hoặc có lộc ăn quà tặng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy. Ngày có nhiều âu lo, tâm tình bất an, có tin buồn. Tiến hành công việc phải chịu bôn ba, khó có kết quả như ý. Sức khỏe không tốt, tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi Canh Tuất, mệnh Kim. Dù có hẹn gặp cũng nên cẩn trọng, mọi việc sẽ không phải như mình đã nghĩ. Nếu có tiền bạc thì cũng phải tranh luận, dàn xếp lại. Mọi việc nếu không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc. Không nên e ngại khi nhờ người giúp đỡ hoặc vay mượn, nên xem xét lại các việc cũ, xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tâm tình bất an, mọi việc đều chưa kết thúc. Tử vi tuổi Bình Tuất, mệnh Thổ. Nên bình tĩnh khi đương đầu với khó khăn, tâm tình bất an. Đừng nên hấp tấp vội vàng trong mọi quyết định, dễ đem đến sự sai sót, hiểu lầm hoặc những kết quả không đáng mong muốn. Cẩn trọng, đề phòng tiểu nhân ném đá sau lưng. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, hồng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Con số may mắn 17, 32. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Cuối cùng, xin mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Ngày hôm nay, tốt nhất là bạn đừng nên tin tưởng ai ở nơi làm việc, sẽ có kẻ bày mưu chơi xấu bạn. Tài liệu quan trọng, thông tin quan trọng trong làm ăn đừng tiết lộ cho ai, ngay cả những người thân quen. Các mối hợp tác vì lợi ích mà quay lưng khiến đôi bên nảy sinh những tranh chấp, khó lòng hòa giải. May mắn là mặt tình cảm có tin vui, khởi sắc hơn mọi ngày.
Bạn có người thương luôn động viên mình lúc khó khăn, chỉ cần về nhà là mệt mỏi dần tan biến. Tình cảm những người trong gia đình bạn trở nên hài hòa hơn trước khá nhiều. Đường tài lộc có tin vui, tiền ngày càng kiếm ra. Quan hệ hợp tác làm ăn kiếm tiền tốt đẹp. Bạn là người nắm phần chủ động trong chuyện tiền nong, không ai làm khó được Hợi. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi Hợi theo mệnh trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa. Làm việc gì cũng nên đặt uy tín của mình lên hàng đầu. Chuyện tình cảm không nên dây dưa và cũng không nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Không được hấp tấp vội vã sẽ gặp rủi ro và kết quả không được như ý. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy. Nếu có người đề nghị hoặc có sự trở ngại nên thay đổi phương hướng kế hoạch, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì còn nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Có người cần mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình. Sự mong cầu khó có kết quả nên tiến hành công việc cẩn trọng. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc. Tính tình nóng nảy có thể gây ra một số hậu quả không đáng mong muốn. Vậy nên trước khi làm gì, bạn cũng cần phải suy xét kỹ càng, nhìn trước ngó sau thì công việc mới được êm xuôi. Đừng nên làm lơ là, qua loa, điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như sự nghiệp của bạn trong tương lai. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ. Ngày hôm nay không thuận lợi cho những việc thay đổi, tốt nhất là nên giữ nguyên tình trạng cũ. Công việc đừng nên tin vào kinh nghiệm của bản thân vì có nhiều việc xảy ra không đúng với ý nghĩ. Cần phải dựa vào thực tế và những quan sát tinh tường, kỹ lưỡng thì mới có thể quyết định được công việc trong ngày hôm nay. Bạn cần phải có đầu óc quan sát thật tỉnh táo. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, kem, quý nhân phù trợ, mùi, mão, con số may mắn, 02, 04, 20. Trên đây là tử vi của 12 con giáp trong ngày 19 tháng 11 năm 2023. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý cô bác, anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn để đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa. Xin kính chúc quý vị gặp nhiều bình an và may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.